có bao nhiêu tiền mình làm hết luôn. Khi mà mình có sự cạnh tranh thì chứng tỏ là cái sản phẩm này nó work. Không có thương hiệu, không ai mua của bạn cả. Cầm những cái thiết kế chắc chắn như vậy nè, người ta không tin, đến điểm này cũng không có tin. Trong cái cốc này nó tạo ra những hạt nano rất là li ti. Cái này em tưởng này là cái bánh bột lan. Hôm nay kêu được 1 triệu đô là giàu rồi. Trái chuối mà chín tới đó, cái chỉ nướng chỉ bọc nếp rồi chỉ ép á, ăn nó rất là ngọt ngon. Mà đặc biệt là cái nước dừa của chị á, chỉ làm béo mà ăn cái vị nó ngon lắm. Khi mà mình ăn vô rồi là mình sẽ nhớ mãi. Tại sao lại có một cái phong cách mở đầu chương trình Cà Phê Khởi Nghiệp nó nghiệt ngã như vậy? Trời ơi, mới sáng sớm hai đứa chưa ăn gì mà sao cho toàn đồ ăn không vậy? Chưa hết cái món chứa như này đó. Buổi sáng đâu có bán đâu, chỉ có buổi chiều trưa trưa thì ra mấy cái chỗ chợ người ta mới bán. Mà bán đâu phải bán chỗ, đi qua lại kiếm biết đâu mà bắt mà ăn, khổ quá đi. Trời ơi, thiệt luôn á. Ước gì bây giờ được ăn? Chuối nướng. Ước gì? Chuối nướng. Khổ quá đi. Trời ơi. Dạ con. Dạ xí. Con dạ. Giữ nguyên hiện trường vụ dạ, án nha cô. Giữ nguyên hiện trường. Dạ. Cô gánh này nặng lắm phải không cô? Dạ, dạ. Cô để cho con cầm cho. Dạ đây chắc nặng lắm rồi. Cô chú ăn chuối nếp nướng không? Mèn nếp ơi. Anh ơi, thần tượng của mình có ốp lúa. Hả? Dạ. Cô ốp lúa lại. Dạ, bánh chuối nếp nướng đó cô. Dạ không thấy mà cô bán chuối nếp nướng bình thường đâu. Con biết cô bán hả? Ở khắp thế giới luôn nè. Dạ. Ủa là sao không hiểu? Trời ơi, vẫn Cà Phê Khởi Nghiệp mà không có quan sát gì hết. Đây là bà chủ lớn của một doanh nghiệp chuối nướng Nam Bộ Úp Lúa đó anh hai à. Chuối nướng Nam Bộ Úp Lúa. Trong cái giỏ này là cũng có khá nhiều đồ ăn á. Không giấu gì cô, sáng giờ tụi con chưa ăn gì hết. Không biết gì. Mời cô chú chú nếp nướng, bánh thập cẩm, bánh ít, da lợn đủ thứ nha cô. Dạ ngại quá, mới gặp nhau lần đầu mà tự nhiên lấy cũng hơi kỳ thôi tụi con ơi, tự nhiên nha cô. Lỡ rồi. Dạ. Hai anh em mình lên trên kia ngồi nói chuyện với cô lâu lâu mới được gặp. Hay là mình ngồi đây mình ăn luôn đi cho nó dân dã. Ngồi đây ăn hả? Ngồi đây ăn luôn cho nó dân dã, thiệt đẹp mà. Con nghe nói á nha, cái chỗ mà cô làm những cái quán đầu tiên á, khách hàng xếp hàng phải nói là dài lũ lượt. Cái hương vị của cái chuối á nó mềm mà nó không có bị chát mà nó dẻo, ngọt ngon lắm à. Dẻo rồi còn cái nếp nó quánh như mới đã nè nha. Dạ. Cái nước cốt dừa nha nó béo nha mà nó trà vậy nè. Cái nó thơm lừng nè. Anh ơi anh, ở biên tập ở trong cái này nè, dặn mình á là chinh với lại trai á mình ăn chút thôi, ăn đẹp. Xong rồi mình nhận xét. Anh có đọc kịch bản không mà anh ăn cái gì kỳ vậy? Ngỡ là ngon quá à. Ăn nhiều được đúng không? Mất mặt thiệt luôn á. Coi người coi người ta ăn duyên dáng như vậy nè. Còn biết ăn không? Anh coi như thế nè. Hả? Thôi con mời cô lên đó nói chuyện chứ. Vậy luôn hả? Ở đây mất mặt quá thiệt luôn á. Con xin lỗi cô, không biết ở đây cô có mang thêm không cô? Có, cô có mang thêm nhiều lắm á các con. Mang nhiều lắm hả cô? Dạ. Đủ để ăn đi các bạn ơi. Rồi vỗ tay cho Úp Lúa nha.
xin chào cô, chào mừng cô đến với cà phê khởi nghiệp của chào, tụi con ạ. À. Chào con, xin chào khán giả cà phê khởi nghiệp. Dạ. Tôi tên là Ngô Thị Bích Thủy, tự là Út Lúa, chuyên bán chuối nếp Nam Bộ tại 115 Phan Đăng Lưu và 252 Lý Chính Tám. Dạ. Vậy là hai cơ sở gì là có chi nhánh luôn ha. Dạ, con ở ngoài quê nữa. Dạ. Ở đường Nguyễn Công Trứ. Dạ. Ở Ban Mỹ Thuật. Dạ. Nói chung là đi đâu cũng thấy hết. Bình Dương nữa, Cách mạng tháng 8 378. Trời đất ơi, sao mà càng nói càng nhiều chi nhánh vậy? Thì cô mở cũng ít thôi, mấy chục cái chứ nhiêu. Vậy đó. Nhưng mà con đi đâu cũng thấy hình của cô, cái hình ảnh quen thuộc của thương hiệu. Đúng rồi. Tính nói tự nhiên bây giờ khi mà nhìn kỹ vô thấy hình như là con gặp cô đâu rồi. Cái hình đúng rồi, đúng hiệu. Rồi đó, lúc nào mà cô chạy ngang qua cô cũng cười, mà con chào cô không bao giờ nói câu tiếng nào trở trội á. Cô hạnh dùng vậy con đông á cô ơi, khách dạ. Trời ơi, nó bu vậy đó. Dạ không, chiều ý con nói là con chạy ngang qua thấy hình của cô, con chào hình cô. Bạn con chắc cũng bình thường. Dạ thì nhiều người cũng nói là hôm nay gặp cô trường quay giống như gặp thần tượng vậy, tại vì thấy hình quá trời, thấy ở trên TV rồi nhiều khi báo chí mà chưa bao giờ gặp ở ngoài, thì bây giờ mình gặp người bước ra từ trong ảnh nên mọi người cũng rất là tò mò muốn nghe cái câu chuyện từ một cô Út Lúa rồi đẩy cái xe chuối nướng đi bán, bây giờ mở là về cơ sở luôn, là cơ ngơi hoành tráng luôn. Hôm nay cô đến đây với ai ạ? Hôm nay tôi đến với con trai tôi là Nguyễn Thiên Kha. Anh Thiên Kha bây giờ hẳn phải đóng một cái vai trò nào đó trong quán luôn, mới song hành cùng cô trong đúng rồi trong... nó là chính á. Dạ. Nó cái trong cái chương trình, trong mấy cái công thức nghiên cứu thì nó nghiên cứu giùm cô. Dạ. Và cái mà lan truyền để mình buôn bán cho mọi người khách người ta ăn ngon á là do công của con trai cô. Vậy là phải gọi là trợ thủ đắc lực. Vậy là chắc là anh là siêu đầu bếp đúng không cô? Đúng rồi, vậy siêu là đầu bếp. Ví dụ như hồi đó cái công thức cô là thí dụ 6-7 phần đi, nó nghiên cứu, nó bảo mẹ cộng thêm cái này, cộng thêm cái kia, từ đó mới ra món ăn ngon đó. Vỗ tay cho anh Thiên Kha. Xin mời quý vị chào đón anh Thiên Kha. Trời ơi, nhìn anh vậy thì cái này ra dáng một doanh nhân thành đạt chứ đâu có nghĩ là một siêu đầu bếp đâu, đúng không? Siêu đầu bếp là chỉ là gia giảm công thức thôi, mà đây là người khiến cho cái xe chuối nướng nó bây giờ là phát triển thành một cái chuỗi thương hiệu có mặt ở nước ngoài, và phải nói là cái doanh thu thì vô cùng là hấp dẫn luôn. Nếu vậy thì là chắc chắn là em phải hỏi ngay từ lúc đầu luôn là tại sao anh lại nhìn được là cái điểm tuyệt vời của cái món chuối nướng đó của mẹ anh? Cái món chuối nướng này có nhiều người kinh doanh, có nhiều người có những cái hướng khác nhau, nhưng mà mình là hai mẹ con là 20 mấy năm trong nghề rồi. Cái ngành nghề chuối nướng này là của mẹ mình và mình là chỉ là phụ với mẹ thôi, nhưng mà mình thì kinh doanh những cái lĩnh vực khác. Rồi thứ hai nữa là mình có làm những sự kiện event là về cái môn đường phố như ba tiên ván trượt xe đạp, những cái môn đường phố thì mình đã từng làm sự kiện rồi, nên cái hôm mà mẹ mình rủ mình đi qua bên Singapore để mà bán chè chuối nướng á. Hả? Thì qua Singapore bán chè chuối nướng. Thì nó vô tình như vậy thôi. Thì mình qua bển thì mình đã áp dụng vô trong cái kiến thức của marketing của mình vào cái kinh doanh chè chuối nướng này. Chẳng hạn như là làm sao để khách hàng nước ngoài đứng, khách hàng đông. Cái ông mà ăn chung với bún chả Hô Ma đó, cái ông mà người những chương trình của CNN á, yeah, cũng đến ăn. Rồi tất cả những người nổi tiếng đến ăn thì mình cũng có cái chiêu marketing riêng để mà mọi người đều xếp hàng và đứng ăn món ăn Việt Nam đông nhất. Nhưng mà mình bán đắt hay ế cũng được 2.000 đô đi về. Là cái chương trình đầu tiên của người ta, ta bỏ tiền ra để mà người ta PA chương trình, thì người ta muốn là mời các nước trên thế giới này, mà những người bán đường phố đó, thì qua bên đó để mà bán tất cả khách hàng 4 mấy nước, mà một cái nước của bạn là xếp hàng dài nhất. Là ai cũng thích hàng mà dồn có một chỗ mà. Ai cũng thích hàng mà đông vậy đó, thì đâu có ai ăn những món khác đâu. Rồi cái hai nữa là người ta rất thích chụp hình với mẹ con mình. Tại tình cờ là mình đem những bộ áo dài. Mình nghĩ vậy nè, không có gì mà mặc cảm hết. Mình không có gì ở ngoài không mặc cảm hết. Mình thấy cái gì đẹp của Việt Nam mình là ok, mình show ra và mình tự hào. Em hiểu qua cái câu chuyện này thì là anh cũng đã có để ý và nắm bắt cái cơ hội rất là tốt để mà mình giúp ích cho cái việc PR ảnh sau này. Nhưng mà tụi em cũng thắc mắc là làm sao mình tiếp cận được cái cơ hội đó, vì không phải ai là cũng được chính phủ mời để mà trả 2.000 đô chỉ đi qua Singapore và bán cái món mình thích thôi. Cô có biết chia sẻ không ạ? Cô con biết không, cái món của cô là ở Việt Nam mình á, ở Sài Gòn thì chọn cô là ngon nhất. Thì cái anh ẩm thực nổi tiếng là Võ Quốc ở Việt Nam mình á, dạ, mời cô qua thì ảnh cũng mang theo món bánh đa cua, rồi mang theo bánh xèo, bánh căn. Dạ. Nhưng mà nó lúc mà biểu diễn thì chỉ có một mình cô là đông nhất và dạ, tất cả các khách 48 nước cứ dồn đúng một cái chỗ chuối nướng, dồn chỗ đó thôi. Thì khi người ta ăn, người ta thưởng thức vô thì người ta khen là
very good, number one. Và ngay cả tổng thống Singapore cũng ăn. Cô qua Philippines là thị trưởng của Philippines là lớn nhất á, cũng ăn. Với phần thứ hai là kết hợp vào cái phong cách ăn mặc nữa. Bà ba đội nón lá khăn rằn và cái giỏ này là cái biểu hiện của dân tộc Việt Nam mình, hay là nền văn hóa của văn học Việt Nam mình. Và con trai cô thì lại mặc áo dài. Dạ. Nên các nước cứ chạy theo cô mà chụp hình. Vâng ạ. Anh có thiết kế cái quán, và cái quán của anh là bằng tre. Ví dụ như một cái anh có một cái hương hiệu, hương hiệu thì thường thường là cái giá này phải cao hơn. Nhưng mà anh bán thì trước giờ anh với mẹ anh tâm niệm là ok phải bán cái giá nào đó mà vừa người nghèo mà người vừa người giàu đều có ăn hay ăn được. Ví dụ như một cái đối những cái quán khác người ta có thể bán 15.000 một phần, nhưng mà mình bán có 12.000 một phần thôi. Và mình có nước cho người ta uống vào cái chỗ người ta ngồi, và có thể là người ta vừa ăn hoặc ta có thể là ngồi dòm che rồi những cái đòn gánh này nọ kia. Chuối nướng thì ở đâu cũng có rồi. Đúng vậy rồi. Thì là trong cái món chuối nướng của cô thì có cái điều gì đặc biệt là nó khác biệt ở nước cốt dừa hay là nó khác biệt ở cái thành phần nếp mà cuốn chuối? Cái này cũng rất là quan trọng. Cái phần mà cái nếp để bọc ra ngoài á, thì mình cái công thức của mình á thì gia truyền để lại thì khoảng 6 phần thôi. Và mình phải cộng lên, mình nghiên cứu là để ăn làm sao mà ở trong nó dẻo mà ở ngoài nó vẫn giòn. Cái nước dừa thì nước dừa cô cũng vậy, cô cũng nghiên cứu thì chọn cái loại nước dừa Bến Tre mà loại dày đặc biệt á, thì trong 100 trái có khi lựa được có mấy trái thì ở dưới quê á người gọi là ưu ái cho cô. Và những cái nguyên liệu là anh tự đi mua tận nơi, giá nó mới thấp được đó. Trai thấy không, ý tưởng á ai cũng nghĩ được. Tưởng tượng làm một cái chuối nướng ngon thì ai cũng nghĩ ra, nhưng mà khi mà đụng tới cái phần nguyên liệu nha, một cái nguyên liệu mà nó sai một chút thôi á là đi nguyên một cái sản phẩm nó cũng sai bét luôn. Sai bét. Dạ. Và thí dụ mà nước dừa béo mà cái gia vị mà nó không nêm mà ngon cũng không ngon luôn. Dạ. Vậy là phải hoàn hảo đến từng chi tiết, nội cái trái dừa mà làm nên cái cốt dừa mà quý vị ăn lúc nãy thôi là đã phải lựa rất là kỹ từ cái loại dừa ở cái xứ sở dừa Bến Tre của mình, mà không phải là dừa nào cũng nhận, mà từ cái vựa cái dừa nó phải dày đúng không? Dày, cơm dày á, là 100 trái là một cái. Đúng dạ. Rồi, 100 trái có được mấy trái. Ồ, nếu mà như vậy mình có thể gọi đây là một cái quy trình khép kín không ta? Tại vì là đa phần là tất cả mọi thứ là anh đều lựa chọn rất là kỹ càng, thậm chí là không hề cho những cái tác nhân bên ngoài người ta tác động, như là cái trái này được rồi, nhưng mà không, tôi nói không được là không được, phải đúng ý của tôi. Tại sao mà anh tại phải luôn có nhiều lúc đó, khách hàng phản ánh đó, là mình nhất là mình phải xin lỗi khách hàng, rồi thứ hai là mình phải rút kinh nghiệm là không bao giờ lặp lại được lần thứ hai được. Tại vì cái thương hiệu nó quan trọng lắm, có thể một ngày đó bạn tạo dựng thương hiệu bao nhiêu năm, nhưng có ngày đó chỉ có một ngày thôi, một giờ một phút thôi, bạn có thể mất được cái thương hiệu. Tâm lý của người châu Á mình là sao? Thích số đông. Thì tại sao mình bán chuối cũng vậy? Mình lấy áp dụng tâm lý số đông là ok, mình vô tự nhiên mình thấy một cái cửa hàng đó bán quá trời đông luôn, thì mình không biết ngon hay không dở, mình phải tính mình ăn trước, đúng không? Đúng vậy. Rồi mình mới ăn xong rồi mới biết được là dở hay ngon. Rồi cái hai nữa gì, cái hiệu ứng. Chẳng hạn như là ok, vô tự nhiên thấy mì xào hay là chuối rồi bốc khói lên, mình nướng thì mình biểu diễn bập 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 quăng 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 quăng. Đó là nghề của mình mà. Người ta nhìn thấy lé mắt, người thấy ồ nhuyễn quá. Dạ. Mình kích thích mắt mình. Giống như là cái đó là một nghệ thuật biểu diễn nấu ăn. Đúng rồi. Không mà em nói nè, em Kha đừng giận. Nhiều khi á cái chiêu trò nó cũng chỉ là chiêu trò thôi, quan trọng là cái chất lượng của sản phẩm. Nếu như mình không có chất lượng, mình làm chiêu trò người ta đến một hai lần người ta cũng nản. Bây giờ mình thử hỏi khán giả nè, là những cái người thật sự là công bằng, vì họ đã được ăn và họ không được trả tiền để PR cho cái sản phẩm này, thì mọi người sẽ cảm nhận như thế nào? Và xin mời các bạn khán giả có thể đại diện cho cô Út Lúa vài cái lời cảm nhận thật sự của mình về cái món ăn này. Con thấy nước dừa rất là béo, và nó cái độ sánh kẹo của nó là không phải như là những cái chỗ mà bán bánh chuối chỗ khác. Con nghĩ là cái bánh chuối của cô là cô rất là yêu nghề. Cô để cả một cái tâm. Dạ đúng rồi. Dạ. Dạ cảm ơn những chia sẻ của chị rất nhiều ạ. Dạ. Dạ, bây giờ em xin nghe một cái ý kiến của anh con trai được không? Tại vì con trai ít ăn vặt lắm. Để xem còn có anh nào mà mê ẩm thực không? Dạ, con chào cô. Con là Phát Tài. Và sau khi mà con thưởng thức món ăn của cô, con thực sự rất thấy rất là ngon. Đúng vậy. Tuyệt vời. Ừ, đúng rồi. Và nhất là cái nốt sốt của dừa. Ừ. Rất là béo ngậy, đậm đà. Ừ. Rất là ngon. Cảm ơn ý kiến của bạn rất nhiều ạ. Dạ cô ơi, hiện tại bây giờ là mình đang nói nhiều về cái thành quả cũng như là những cái trái ngọt mà mình đang thu ở thời điểm này. Những cái khoảng thời gian đầu khi mà là cả hai mẹ con hình như là chỉ là có một cái xe đẩy thôi, hay là một cái gánh gì đó, là có cái
cái khó khăn nào hoặc là một cái kỷ niệm nào mà là khiến cho cô phải nhớ tới tận bây giờ? Kỷ niệm là hồi đó rồi cô cũng nhà khá giả, có học, rồi xong lấy chồng đẹp trai nghèo có má từ, cái má cho đi tay trắng, không có vốn liếng, thì cô mới lấy cái nghề của chú nướng của bên chồng á, mà lấy chồng á thì nói chung là ổng biết lo nên hai mẹ con vất vả lắm, từ cái nghèo mới ló ra cái khôn, vất vả lắm. Nhớ kỷ niệm là ra bán ở ngoài đường á, xe đuổi thì có công an đuổi, phải đẩy xe chạy, rồi mưa gió bập bùng, từ lúc dọn hàng đến lúc mưa, mà ông mưa đã bán đứng dưới mưa đó con, bán mà hồi lúc đó nó còn nhỏ quá, cô bán có mấy chục cái à, không có đủ tiền của con nên khó khăn lắm. Lúc từ lúc đó lớn lên thì cô mới đỡ ra, thì kỷ niệm hồi xưa là đẩy xe gánh cực khổ, bây giờ thành đạt rồi, cái đó cô nhớ hoài. Con hả? Con thì ấn tượng cô không phải là bởi vì là cô có một cái thương hiệu bề thế, mà con thích cái nét miền Nam của cô vô cùng luôn. Cô kể chuyện là hả, nó tình cảm mà nó mộc mạc, cô kể tới đâu tụi con tưởng tượng được hết. Có điều con thắc mắc là hồi đó mình bán cái xe đó là được nhiều không con? Nếu mà cứ bữa được bữa không rồi đuổi rồi nắng mưa như vậy là nhiều không? Nên nó cũng bán rất là đông khách, nhưng mà cứ đuổi rồi mưa gió thì không được nhiều, nên hai mẹ con bữa đói bữa no. Một ngày kiếm khoảng mấy chục, cao lắm 100 ngàn. Thì chỉ đủ nuôi con nó ăn học thôi, còn đến cái ăn mình thì không có. Mà lỡ một người nào đó mà ăn xong á, cái người ta nói với anh Kha một câu nè, ui thành công của anh chỉ là may mắn thôi, thì anh có giận không và anh sẽ đáp trả lời như thế nào? May mắn đến với mình một lần thôi, nhưng mà mình phải biết là tận dụng. Chứ mình thấy may mắn thời cơ đến với mình mà mình không biết tận dụng, mà mình không biết tự phát triển mình thì suy nghĩ ra thì không bao giờ có chuyện may mắn nó vô tình đến được. Dạ. Riêng cô rất tự tin về trong cái món ăn cô. Cô làm ngon mà cái chất lượng là cô không bao giờ cô sợ là nó do cái may mắn, mà cô biết là do cái chất lượng ngon của cô thôi. Dạ. Và cái công thức riêng của cô, hai mẹ con cô góp vô, cô rất tự tin, cô không có sợ là vì gặp may mắn đâu. Tại vì cái này là sự sống đời đời của hai mẹ con. Dạ. Nếu cô vẫn giữ chất lượng đó và hoặc ngon hơn thì không bao giờ nói là sự may mắn, mà nói đây là một cái món ăn ngon thật sự của đất nước Việt Nam mình. Cái thương hiệu mình đã có một tập đoàn của Anh Quốc muốn mua của anh. Anh muốn mua của tôi. Anh biết điều một điều là ở tôi là cái gì thế mạnh. Một cái thứ nhất là rất là tôi đã lên hơn 100 đài truyền hình rồi. Về mặt truyền thông, tôi phấn đấu bằng khả năng của tôi và tôi đem vinh hạnh của Việt Nam ra thế giới. Tôi bán qua nước ngoài, tôi khách hàng đông là ok được rồi. Ở nhưng Việt mà cụ thể là anh có tiết lộ là con số tiền mà người ta bỏ ra để mua công thức đó được? Tại vì bởi là em biết là mua franchise là cái số tiền bỏ ra là lớn lắm chứ không có cảm. Thì nói em nghe nè, bây giờ nếu mà nói về một cái nhà mặt tiền á, thì có thể mua hơn 100 cái nhà mặt tiền. Số tiền đó 100 mấy cái nhà mặt tiền? 100 cái nhà mặt tiền. Wow. Mà anh có nói cho mẹ anh nghe, mẹ anh cũng hết hồn mà mẹ anh nói thôi bán đi con. Nhưng mà anh nghĩ cái giá trị đó gì, mình tạo tiền chứ không phải tiền tạo ra mình. Tiền rất là nhiều, nhưng mà mình không có cái nghề chính của mình, nghề tâm huyết của mình, mà cái nghề hãnh diện của mình, cái thương hiệu của Việt Nam mình bán cho nước ngoài, bán cho Lush, bán cho Unilever, bán không giờ muốn mua lại cũng đâu được. Rồi chưa kể những chục tâm huyết của phở 24 phở bán không, người ta đâu làm đắt như trước, nhưng người ta làm còn chậm hơn. Nói tóm lại là em có thể giật một cái tip sau hôm nay là hả, Thiên Kha 100 căn nhà mặt tiền cũng không bán úp lúa, đúng không con? Dạ, nhưng mà cô bán. Không phải, tại cô thấy ngạc nhiên gì mà 100 cái căn nhà, chỗ sao nhiều quá vậy? Làm gì cả đời mà mình có. Nhưng mà tại khi Cúc Kha giải thích thì cô thấy là đúng chí lý. Cô chỉ ngạc nhiên thôi chứ không phải cô cũng chưa có ý định đó đâu. Dạ. Cô ngạc nhiên sao mà người ta trả nhiều tiền thế. Dạ. Cuối cùng là mình cũng không bán, tại vì mình cũng muốn giữ cái thương hiệu. Rồi cái hướng phát triển sắp tới của úp lúa thế nào hả cô? Bên ban tổ chức của bên Singapore đó thì muốn mở rộng thị trường bên Philippines, rồi bên Singapore cho cô. Nhưng mà con cô nói ở bên Việt Nam thì còn không xuể, đến qua bên đó để từ từ tính. Anh có hướng phát triển riêng và vẫn giữ thương hiệu riêng. Nếu mà mình đầu tư qua nước ngoài mình sẽ khó đấu với người ta bằng gì tiền lắm. Nhưng mà về ẩm thực thì ok. Và anh đi ăn những cái quán ở nước ngoài á, anh thấy thấy chữ Việt Nam mừng lắm, mình vô mình ăn
mà vô ăn xong thấy chủ là người Philippines, vũ người Trung Quốc hay Hồng Kông, mình không thích, mình cảm thấy là giống như là hàng fake, hàng giả. Vậy nếu vậy thì em hiểu được cái lý do tại sao mà là gần như người ta bỏ ra rất là nhiều tiền để mà mua cái món chuối nướng, hoặc thậm chí là có rất là nhiều cơ hội đến với lại hai mẹ con, nhưng mà hầu như là anh đều lưỡng lự, thậm chí là anh từ chối thẳng, bởi vì là anh muốn là chính bản thân mình sẽ là cái người đứng ra làm từ A tới Z. Có một cái phương án rất là dễ, chẳng hạn như ok anh muốn hợp tác với tôi, anh bỏ mặt bằng, anh bỏ vốn, tôi bỏ thương hiệu, tôi đem người Việt tôi qua hết của tôi, qua tôi set up hết, tôi ăn 5 năm chia đôi. Nhưng mà là cái phương án mà anh đưa ra như vậy thì là liệu rằng là cái người mà là mua lại thương hiệu của anh là người ta có đồng ý không? Cái phương án đó đang có những đối tác và anh đang chuẩn bị tiếp xúc. Và anh muốn là sao? Tại sao nước ngoài người ta đưa những chuyên gia qua Việt Nam mình để làm? Tại sao mình không đưa Việt Nam mình đi qua nước ngoài? Tại cái món của em anh là em biết rồi, không phải món chuối nướng mà nhiều món. Mà cái món này là món chay mặn đều ăn được. Với hai là mình làm là tùy thiên nhiên, không có một cái gì hóa chất hết. Còn chuối nướng anh đặc biệt là vô ăn 5-10 phút. Buổi trưa anh có những cái ngân hàng, những cái công ty lớn biết thương hiệu của anh và đặt hàng của anh hotline. Dạ. Là coi như là nó ủi xong không mở được nhiều đi. Người ta nói gì là quá sai lầm, tại vì một quán của anh bằng 5 quán người ta. Mà hai quán thành 10 quán rồi, một người đến và mua 5-10 phần về. Ngày em bỏ 100 ngàn có thể mời nguyên gia đình ăn được. Mà tính đến nay thì anh em thấy mọi thứ quá thuận lợi. Anh có cảm thấy hài lòng và cái cuộc sống của mẹ con mình đã cải thiện rất là nhiều rồi đúng không? Cái cuộc sống của hai mẹ con anh như một giấc mơ. Nó là một giấc mơ. Nhưng mà anh nói thẳng với em là học, đi học trường lớp ra không có nhiều bằng đường đời. Ngày hôm nay em đang ngồi, em học thầy, em học một thầy. Nhưng mà em ra em gặp được cái ông đánh giày bán vé số, nhưng mà ông đó ông đi khắp các quận luôn. Không biết được nhiều người luôn, không thể kể cho em nghe được nhiều câu chuyện hay. Và em học hỏi được. Bây giờ thì tụi em cũng thấy được là cái sự nhiệt tình trong anh, cái tâm ở trong cô. Và tụi em cũng rất là ngưỡng mộ những cái thành công của hai mẹ con. Mà cái điều kinh nghiệm cốt lõi nhất để dẫn đến sự thành công đó, từ một cái xe chuối nướng cho đến những cái thương hiệu mà mình đang nhân rộng, thì anh hãy rút kết lại một câu ngắn gọn cho khán giả, đó là gì? Là chỉ có là chất lượng. Chất lượng là chất lượng. Chất lượng là quan trọng. Chất lượng là quan trọng nhất. Cái hai là cái kinh nghiệm, kinh nghiệm cuộc sống áp dụng vô trong cái cuộc kinh doanh. Dạ. Rồi mình không có tâm, có tâm là cái đức nữa. Rồi vậy thôi. Vâng, xin cảm ơn những thông tin mà cô đã chia sẻ cùng với anh Thiên Kha. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với phần thử thách. Thì cái trò chơi này như sau. Nhiệm vụ của cô là hãy cầm cái cần này, trên đây nó có móc một trái chuối. Đó, bây giờ là mình lột trái chuối ra. Nói chung đây là trò chơi vượt khó của hai mẹ con. Mình sẽ đồng lòng để vượt qua những khó khăn. Làm sao mà để cho ảnh ăn hết trái chuối này mà anh không có được dùng tay, mà cô phải giống như là mà câu cá vậy đó cô. Nói cô giật vậy nè. Đó. À, nếu mà bây giờ là chỉ có hai mẹ con thi á, thì là nó rất là đơn giản. Thôi thì bây giờ là em sẽ thi với anh ha. Trai xin mời một bạn khán giả. Rồi xin mời bạn. Bạn nữ, đúng vậy. À, bởi vì trước khi mà bắt đầu trò chơi chúng tôi vẫn chưa có test được cái độ cong của cần câu. Ai vậy móc lên cho nó công giả mang. Thôi thì bây giờ là mình khỏi bịt mắt đi anh. Mắt khó lắm. Nhưng mà điều quan trọng bây giờ là anh với em phải cố gắng làm sao mà ăn được hết trái chuối này mà không dùng tay. Ha. 1, 2, 3, bắt đầu. Trời ơi, nhiệt tình quá vậy. Bình tĩnh cô, cứ đi. Cô bình tĩnh, cô đừng rút tay. Cô đừng rút tay cô, đứng đây cô. Trời ơi, cô ơi. Phần quà dành tặng cho anh Kha. Cảm ơn anh đã nhiệt tình tham gia trò chơi. Tặng bằng cái này. Tặng bằng luôn cái cần và trái chuối. À, phải nói là cái sự
kết hợp của hai mẹ con quá tuyệt vời. Qua phần thử thách vừa rồi là tâm đầu ý hợp luôn. Hai mẹ con là cùng nhau đồng hành vượt khó qua mọi khó khăn. Bây giờ trước khi mà chia tay với chương trình, cô sẽ muốn gửi lời gì đến mọi người ạ? Nói với khán giả là riêng về cái món chuối nếp nướng của mình sẽ ráng mà phát huy, lúc nào cũng giữ chất lượng, mang đến một cái món chuối nếp Nam Bộ phải thật là ngon và phải giữ mãi mãi chất lượng, để cho mình phương tầm thế giới lúc nào cũng phải thắng lợi. Và em cũng xin thay mặt cho Hà Trinh cảm ơn anh Kha cũng như là cô Thủy rất là nhiều, bởi vì cả hai đã dành một khoảng thời gian quý báu của mình tới đây để mà cùng chia sẻ cũng như là kể những cái câu chuyện về quá khứ, hiện tại cũng như là những ước mơ về tương lai cho tụi con nghe. Và con cũng hy vọng rằng là cô với lại anh sẽ luôn thành công nha. Nè, có một bịch bánh da lợn nè, muốn xin thì xin đại đi, cứ làm. Sao hiểu ý bạn quá à, điệt luôn. Dạ, con cảm ơn thôi, cô. Thôi đây, có sẵn rồi, thôi cho con xin luôn nha. Còn bây giờ thì chương trình Cà Phê Khởi Nghiệp xin khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị vào thứ 2, 4, 6 hàng tuần lúc 7 giờ trên kênh HTV7 nha. Xin chào.